Hello anh em, nằm cho chơi tổng 80 vị nhé. Ok, mình sẽ ghi đầu tiên này. Tiền cần tìm 20 này. Ừ, thế nhỉ. Ok, là mình sẽ tìm túi tiền này. Ừ, túi này. Đấy, túi này. Thì nó nhạy lên tí. Sao mình tìm này. Không có này. Được cái mẹ này. Tiền này. Ủa, hai túi này. Túi à, nhiều phết này. Không có vào này. Đây là cái mắt này. Ủa, đồ mực này. Mình phải nói. Cái này muốn soi cho con mèo này. Không thấy rồi. Ủa, cư này. Sang bên này tìm tiếp này. Này không mở được rồi. Đứng lên ngang này. À, túi tiếp theo này. Đây cũng hỏng này. Đứng một túi này. Không có. Không có luôn này. Đây, này có khác gì đây. Cho tự nhiên biết theo nhé. Bên đây. Ok, let's go. Sẽ bỏ qua phần lấy chuyện này. Mình cũng là tìm khóa. Uff, có người này. Uff. Quá đời nha.
Pereira. Đây là bên ngoài này. Vụ tiếp theo làm gì đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ lúc kiểu quyển sách nào luôn ạ. Mày còn tiếp theo có nữa không nữa không mày chết này.
bem, né? Túi áo này à. Ok, cái tiếp theo này. Không lấy gì. Cái này sao bên này xem có gì nữa. À, cái bức cửa này. Cái búa này. Oh.
Oh. Dove dormi? Không biết đường nào nhỉ? Mặt hai cái không? Kurt.
Here again. He's open now. Mm-hmm.